xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ nha. Và cái nội dung hôm nay là về cái vấn đề á, là giữa cái bình nước chân không và cái bình nước bi. Thì mình thấy có khá là nhiều bạn chưa rõ về hai cái bình nước này là công dụng nó như thế nào đấy, và sự khác nhau nó như thế nào, cũng như là nên cái sử dụng cái bình nước nào trong trường hợp nào thì nó ok nhất. Đồng thời là mình sẽ nói ra những cái trường hợp nào mà các bạn có thể sử dụng bình nước chân không và trường hợp nào các bạn sử dụng bình nước bi để các bạn nuôi hamster nó sẽ ok hơn nha. Và nếu như mà các bạn thấy hợp lý á, thì các bạn có thể áp dụng để mà mua cái bình nước cho nó phù hợp đối với con chuột của các bạn nha. Rồi thì ở đây mình sẽ có một cái thùng bình nước nè, và một tí nữa mình sẽ khui ra nha. Rồi thì trước khi á mà vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay á, thì mình sẽ nói sơ qua cái công dụng quan trọng của cái bình nước dành cho hamster nha các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi mình á là không xài bình nước cho hamster nó uống á, thì có thể lấy cái gì để mà thay thế cái bình nước được hay không? Thì mình nói hẳn luôn là không có cái gì mà để thay thế được cái bình nước cho con chuột của hamster nó uống hết trơn nha bạn. Ví dụ như là nếu như mà các bạn không xài bình nước mà các bạn lấy một cái chén vừa vừa thôi, các bạn đổ nước vào thì nó sẽ không, con chuột nó sẽ không thể nào uống được nha. Tại vì á, khi mà các bạn đổ nước như thế á, thì có thể là con chuột nó uống được, nhưng mà thường á, là con chuột nó sẽ là không biết cách uống đâu đó, chứ không phải như là chó mèo thì các bạn lấy một cái chén hay là cái gì đó các bạn đổ nước vào thì nó sẽ tự động biết nó uống đấy. Còn đối với con chuột á thì nó sẽ gây ra những cái phiền phức như sau. Thứ nhất là có thể là mùng cưa hoặc là lót chuột nó sẽ văng vào cái chén nước của con chuột của các bạn. Thứ hai là có thể là có con chuột của bạn nó sẽ nhảy vô nó tắm luôn chứ nó không có uống đâu đó. Cái thứ ba nữa là có thể là con chuột của bạn nó sẽ làm đổ cái chén nước đó đi đó, và gây dơ chuồng, đồng thời là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con chuột của bạn rất là nhiều. Vì thế là không có cái gì mà thay thế được cái bình nước cho con chuột nó uống hết đấy. Bình nước thì nó vừa tiện lợi và nó vừa có thể là đảm bảo an toàn cho mấy con chuột của các bạn luôn. Còn đối với những bạn nào mà có chuột rồi mà chưa kịp mua bình nước, hoặc là những bạn mua hàng ở xa mà shipper người ta chưa giao đến kịp á, thì các bạn có thể ra ngoài tiệm thuốc tây á, các bạn mua cái kim tiêm á, loại vừa vừa thôi, và các bạn lấy cái đầu nhọn nha, bỏ cái đầu nhọn đi, và các bạn lấy kim tiêm đó và bơm nước và đút cho nó uống đó. Các bạn canh khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì đó, các bạn cho nó uống lần cho nó uống một ít thôi đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để còn mà gọi là chữa cháy thôi, chữa cháy vài ngày thôi, rồi khi nào có bình nước thì các bạn lấy cái bình nước dành riêng cho nó và để nước vào cho nó uống nha, chứ không có sử dụng được hoài đâu nha các bạn. Rồi ok, thì đây là cái bình, cái thùng bình nước mình mới nhập về. Nói chung là mấy nó nhập được 2 ngày rồi mà mình chưa có thời gian khui, với lại mình để dành mình lên video mình khui review cho các bạn xem, cũng như là giải thích sơ qua cái sự khác nhau giữa cái bình nước chân không và bình nước bi cho những bạn nào mà chưa hiểu rõ, hoặc là những bạn mới nuôi á, bạn chưa hiểu rõ thì các bạn có thể là hiểu rõ hơn, đồng thời là mua cái bình nước nó hợp lý hơn cho mấy con chuột của bạn xài. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra nha. Ở trong cái thùng này thì nó sẽ có 2 loại bình nha các bạn, bình chân không và bình nước bi luôn đó. Tèm tèm tèm, trong này hình như là khoảng 100 cái các bạn, 100 cái bình nước, vừa bình nước chân không vừa bình nước bi luôn. Bình nước bi trong này á, là mình lấy loại 75 ml nha các bạn. Còn cái loại 125 á, thì mình vẫn còn. Còn mình có 3 loại, là hiện tại bên shop mình có 3 loại, là loại bình nước 125 ml nè, bình nước 75 ml, bình nước 500 ml là 3 bình, với lại cái loại bình này chân không nữa là loại 4 bình nước đó, cho các bạn lựa chọn thoải mái, máy thổi luôn nha. Rồi đây là những cái loại bình nước chân không. Đây mình sẽ khui một cái cho các bạn xem, sẵn tiện review cho các bạn xem luôn. Bình nước chân không thì các bạn xài các bạn phải lưu ý nha, cái đầu này nó bằng thủy tinh nha các bạn. Đây nó bằng thủy tinh, vì thế mà các bạn làm gớt một cái là coi như là có thể là nó sẽ bị gãy luôn á. Kéo cái đầu này vào, ở đây cái bình đổ nước vào và đẩy này lại, đẩy kính rồi nha, thì cục ron nó sẽ giữ nước đó. Hướng dẫn các bạn xài luôn, các bạn nào chưa biết xài bình nước chân không á thì có thể xem video của mình. Rồi cái này là cái móc để cài vào cái lồng. Còn các bạn nào mà nuôi hồ kính, hồ bica, các bạn có thể mua thêm cái đế bình nước để mà để cái bình nước lên. Đấy, bình nước chân không. Ok, còn đây là những cái loại bình nước bi. Bình nước bi thì nói chung là cũng khá quen thuộc đối với các bạn rồi đúng không? Lấy một cái cho các bạn xem. Đây, bình nước bi. Bình nước bi mình lấy loại tốt luôn, cái loại mà cái đầu làm rất là đẹp luôn nè các bạn. Nó không có bị mẻ như là cái loại thường nha, cái loại dởm á. Cái loại dởm thì nó cái phần trăm mà nó bị rỉ nước rất là cao, còn những cái loại này thì bị rỉ nước rất là ít luôn. Trong này nó có một ron nè đó, một ron đây để giữ nước tốt hơn. Bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái móc để mà các bạn nào mà xài Humica đâu đó, các bạn có thể móc lên cái thành hồ hoặc là hồ kính rồi đó. Ok, nước này thì to hơn, các bạn cũng đổ nước rồi dặn nắp rồi thôi. Đây, đổ nước vào dặn nắp lại, dặn kính lại rồi chút xuống đó.
Rồi thì có nhiều bạn á, khi đổ nước vào á, thì có khi là nó bị nhiễu nước á, thì các bạn có thể chút chút xuống như thế này. Đấy, chút chút xuống thì cái viên bi này nó sẽ kín lại nha. Hoặc là các bạn có thể lăn cái đầu bi này một tí. Đấy, thì cái đầu bi này nó sẽ kín lại. Có nhiều khi các bạn mới đổ nước vào một bình mới á, thì nó cái viên bi nó chưa chạy xuống kính á, thì các bạn chút chút xuống một tí cho nó văng nước ra một tí, rồi lăn cái đầu bi một tí là nó sẽ kín lại. Rồi, đây là một cái móc. Rồi, ok, hai loại bình nước vậy thôi. Rồi, và ở đây mình sẽ lấy ví dụ ra hai cái bình này. Một bên là cái bình nước bi nè, một bên là cái bình nước trực không. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về cái thiết kế giữa hai bình này nha. Thì đối với cái bình nước bi á, thì mình thấy cái thiết kế nó đẹp hơn. Đó, như các bạn đã thấy ở trên màn hình đó, thiết kế nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nó được khắc đồ rất là đẹp luôn, và màu mè đồ rất là đẹp luôn. Đấy, cũng như là mình thấy nó sẽ chắc chắn hơn. Đó, còn đối với cái bình nước chân không á, thì mình thấy nó sẽ nhỏ hơn, thiết kế nó sẽ không có được đẹp bằng. Đây, đấy, thiết kế rất là đơn giản luôn, không có gì gọi là đẹp hết. Đó, rồi, và cái thứ hai đó chính là về giá giữa hai cái bình nước này. Thì tất nhiên cái bình nước bi này nó sẽ mắc hơn rồi. Đó, cái bình nước bi này thì hiện tại mình bán là 25.000 một bình, loại 75ml. Còn cái bình nước chân không á, thì là 17-18.000 một bình. Đấy, thì nói chung là cái bình nước bi nó mắc gần gấp đôi cái bình nước chân không nha các bạn. Đó, đó là về giá. Rồi cái thứ ba đó chính là về cái độ bền. Độ bền á, thì theo mình thấy là cái bình nước bi này giá nó cao hơn thì chắc chắn là nó sẽ bền hơn nha. Các bạn mua một bình nước bi như thế thì các bạn có thể xài từ cỡ khoảng là 3-4 năm. 3-4 năm một cái bình này. Đấy, mấy cái bình nước bi ở dưới mình xài cho mấy con chuột mình là cỡ khoảng 3-4 năm rồi đó, xài rất là bền luôn. Còn đối với cái bình nước chân không á, thì các bạn xài cũng bền. Nếu như mà các bạn chịu giữ, các bạn mà cầm mà các bạn lỡ làm gớt xuống đất, xuống gạch đó, mà chạm ngay cái ống này thì có thể nó bị bể. Đấy, vì thế là cái độ bền của cái bình này thì nó không có được đảm bảo bằng cái bình nước bi này. Đó, nó mà bể cái đầu này thì nói chung là không có cái đầu để thay đâu. Tại vì cái đầu này mua là nó đi kèm theo cái bình luôn. Vì thế mà bể cái đầu này là các bạn phải mua nguyên một cái bình mới luôn. Rồi, và cái thứ tư đó chính là cái dung tích để mà đựng nước giữa hai cái bình này. Thì cái bình nước bi á, thì cái size nhỏ nhất mà hiện tại hồi đó giờ mình bán là cái loại 75ml nha các bạn. Là cái size nhỏ nhất của nó rồi, là cái loại 75ml. Còn cái loại bình nước chân không này á, thì mình không biết bao nhiêu ml, mà nói chung là nó rất là nhỏ. Đây, nó sẽ đựng nước ít hơn khá là nhiều các bạn. Đấy, thì cái bình nước bi này á, loại 75ml này thì các bạn có thể sử dụng cho khoảng 1 đến 2 con dòng Winterwear, dòng hamster nhỏ thôi. Thì nó có thể uống được khoảng 1 tuần hoặc là nửa tuần. Nếu như mà con chuột các bạn nó uống nhiều quá thì có khoảng là 4-5 ngày là nó sẽ hết một bình. Còn cái con chuột bạn uống ít á, thì có thể là 1 tuần thì nó sẽ gần hết một cái bình như thế. Đấy, còn cái bình nước chân không này á, thì con chuột của bạn mà nó uống nước nhiều á, thì mình nghĩ có khoảng là 3-4 ngày là nó sẽ hết các bạn. 3-4 ngày nó sẽ hết. Đó, còn nuôi hai con thì cái lượng nước nó sử dụng ít mà, nó chứa được nước rất là ít. Vì thế là nuôi hai con thì các bạn sẽ là phải thường xuyên thay nước hơn. Đó. Rồi, và cái tiếp theo đó chính là về cái cách thức hoạt động giữ nước giữa hai cái bình này. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái bình nước bi nha các bạn. Thì cái bình nước bi khi bạn đổ nước vào, khi mà các bạn đổ nước vào đây thì các bạn đậy nắp lại đúng không? Đấy, các bạn đậy, nhớ đậy kín luôn nha. Rồi các bạn chúc đầu xuống thì nước nó sẽ chảy xuống cái ống này. Và ở đây thì nó sẽ có một cái viên bi này. Nó sẽ có một cái viên bi nhỏ ở đây thôi. Đó, đây. Đó, cái viên bi này có công dụng của nó là để giữ nước lại nha. Giữ nước lại giống như là cái đầu bút viết của mình nhé. Đầu viết của mình nó cũng có một cái viên bi rất là nhỏ. Thì cái này nó cũng tương tự như thế, nhưng mà cái viên bi nó khá là lớn hơn. Thì cái viên bi này có công dụng là để giữ nước lại. Và khi mà cái con chuột của bạn nó khát nước á, thì nó sẽ hửi được cái mùi nước từ cái ống nước này. Đó, và nó sẽ lại cái đầu bi này nè, nó sẽ liếm cái viên bi này nha. Nó sẽ liếm cái viên bi này. Đấy, thì cái viên bi này nó sẽ là chảy nước ra. Đó, nước nó sẽ theo cái viên bi này mà chảy ra. Đấy, thì khi con chuột của bạn liếm thì viên bi này của bạn nó sẽ tự động lăn và sẽ chạy xuống để mà giữ cái nước lại, nó không có bị rỉ nước ra nha. Còn đối với những cái bình nước bi mà nó bị lỗi á, thì nó sẽ bị rỉ nước ra. Nhưng mà nói chung thì những cái bình nước tỏi tốt như thế thì nó sẽ ít hơn, ít bị rỉ hơn, chứ không phải là không có nha các bạn. Đấy, đấy là cái công dụng, đấy là cách thức hoạt động của cái bình nước loại bi và bình nước bi. Rồi, và cái thứ hai là về bình nước chân không là cách hoạt động nó sẽ như thế nào. Thì khi mà các bạn đổ nước vào thì các bạn đậy cái cục ron này kỹ vào nha, đậy mạnh tay vào, đấy, đậy cho nó sát vào. Rồi các bạn chút đầu chút cái bình xuống thì nước nó sẽ chảy từ trên bình nước và chảy tới cái ống này. Đó, và nó tới đây, tới cái đầu này, đặc biệt là tới cái đầu này thì nó sẽ ngưng và nó sẽ không chảy ra nữa.
Đó, thì cái này á là nó có sở dĩ mà nó chạy tới đây mà nó ngưng á là nó có gọi là liên quan đến lý học thì nó. Đấy, nói chung là các bạn đừng quan tâm nhức đầu lắm. Đấy, nói chung là các bạn chỉ biết là nó chạy tới đây là nó ngừng chứ nó không có chạy nữa. Đó. Và khi mà các bạn con chuột của bạn nó gọi là khát nước á thì nó cũng hửi cái mùi nước ở đây. Đấy, nó hửi được cái mùi nước thì nó lại đây nó liếm. Nhưng mà khác với cái bình bi á là nó liếm cái viên bi. Còn cái con chuột đối với nó uống bằng cái bình chân không á thì nó sẽ liếm ở trong cái lỗ này. Đây. Có một cái lỗ nhỏ thôi thì con chuột nó sẽ là lấy cái lưỡi nó liếm ở trong cái lỗ nhỏ xíu này nè. Đó. Và nước nó sẽ tự động chảy ra cái miệng của con chuột của bạn và con chuột của bạn nó uống. Đấy, và nước nó sẽ tiếp tục chảy xuống ngoài và nó vẫn dừng ở đây nha, chứ nó không có chảy nữa. Đó. Đó là cách thức hoạt động của cái bình chân không này. Rồi, và bây giờ mình sẽ nói về những cái trường hợp nào mà các bạn có thể sử dụng bình nước bi và những trường hợp nào các bạn có thể sử dụng bình nước chân không nha. Thì đối với bình nước chân không á, thì đối với những bạn nào mà nuôi với nuôi hamster với số lượng ít khoảng một bé, hoặc là những bạn nào mà muốn tiết kiệm chi phí hết mức có thể để mà các bạn có thể nuôi được hamster, hoặc là những bạn nào mà nuôi để mà tách hamster ra, ví dụ như là con chuột cái nó đang đẻ mà các bạn muốn tách con đực ra một cái chuồng riêng á, khoảng 1 đến 2 tầng á, thì các bạn có thể mua cái bình nước chân không này về nuôi đấy trong một thời gian ngắn thôi thì ok. Thì đối với cái bình nước chân không này á, thì cái diện tích cái bình nó khá là nhỏ, vì thế là lượng nước nó sự chứa được khá là ít, vì thế là các bạn chịu khó canh nước để mà thêm vào để thôi là con chuột của bạn nó bị chết khác nha. Đấy, các bạn lưu ý điều này giùm mình. Còn những bạn nào mà nuôi lâu dài, nuôi số lượng nhiều khoảng 2 bé trở lên và muốn mua nuôi lâu dài độ bền cao thì mình khuyên các bạn mua bình nước bi giùm mình nha. Các bạn bỏ ra một số tiền có thể là gấp đôi cái bình này một tí, nhưng mà các bạn bù lại thì các bạn sẽ có một cái lượng nước nó nhiều hơn. Đó, các bạn đỡ mất công canh nước và để mà thay nước cho mấy con chuột của bạn và sẽ có một cái độ bền rất là cao. Đó, các bạn làm rớt đồ thoải mái luôn, nó vẫn không có bị bể gì hết. Rồi mà ngoài ra thì về cái vấn đề vệ sinh giữa hai bình này thì mình thấy nó cũng vệ sinh khá là đơn giản, xem nhau thôi. Các bạn có thể mua cái cây mà người ta vệ sinh cái ly cà phê á, các bạn mua về và các bạn vệ sinh bên trong rồi cho nó sạch sẽ. Đó, cũng như là để đừng có cho rong rêu nó bám á, nhiều khi các bạn để lâu quá thì cũng có rong rêu nó bám vào những cái thành bình á, thì các bạn mua cây đó về các bạn vệ sinh cho nó sạch sẽ và đổ nước vào cho mấy con chuột của bạn uống thì nó sẽ là đảm bảo sức khỏe hơn cho mấy con chuột của các bạn nha. Rồi và bây giờ của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và mình cũng đã so sánh khá là đầy đủ về hai bình nước này cũng như là những cho các bạn những cái tham khảo để mà các bạn có thể sử dụng hai bình nước này trong những trường hợp nào thì ok nhất. Thì các bạn nếu như mà các bạn thấy video này hay á thì có thể áp dụng theo để mà mua cái bình nước thích hợp nhất cho mấy con chuột của nhà của các bạn nha. Rồi và bây giờ của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và hiện tại thì bên mình đang bán hai cái loại bình nước bình này. Thứ nhất là bình nước bi loại 75ml như thế này thì giá là 25.000 một bình. Còn cái bình nước chân không loại như thế này thì giá là 19.000 một bình. Đó, các bạn nào mà cần mua thì có thể là inbox vào fanpage đặt hàng, mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả nha. Hoặc là các bạn có thể gọi là dùng cái máy quét ở trên cái điện thoại của bạn á, và các bạn quét cái mã ở trên màn hình. Một tí nữa mình sẽ để cái mã ở trên màn hình, và các bạn quét vào thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến cái trang fanpage đặt hàng của mình luôn, rất là thuận tiện luôn. Các bạn mua hàng thì nhắn tin vào đó, mình sẽ gửi ảnh đầy đủ cũng như là báo phí ship được cho các bạn để tham khảo giá nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để cho mình có thêm động lực làm nhiều video để cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.